Phận đời đáng thương của nghệ sĩ Lê Bình, vợ cờ bạc, con nghiện hút, mắc bệnh ung thư, dáng người cao gầy, gương mặt phúc hậu, ánh mắt hiền từ, ít ai ngờ nghệ sĩ Lê Bình lại trải qua quá nhiều đau khổ lận đận. Con trai cả chết vì tai nạn giao thông, vợ đam mê cờ bạc và con trai thứ thì nghiện ma túy. Và rồi đến giờ cuộc đời lắm gian nan khi mình mang căn bệnh hiểm nghèo 4 tháng nay. Nghệ sĩ Lê Bình sinh năm 1953, ông là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu và màn ảnh miền Nam. Ông chưa từng đóng vai chính trong những vai phụ của Lê Bình, luôn được đánh giá cao. Trong hơn 30 năm theo nghề, Lê Bình đã có hơn 200 vai diễn. Khán giả từng yêu mến ông qua hàng loạt vai diễn trong Mùa Len Trâu, Đất Phương Nam, Cô Gái Xấu Xí, Có Căn Nhà Nằm Nghe Tiếng Mưa. Trước đó, nghệ sĩ từng có cuộc sống khá giả bên vợ và ba con. Tuy nhiên, khi vợ ông vướng vào đỏ đen, nên bao nhiêu tài sản đội nón ra đi. Cuối cùng khuyên can không được, ông chọn cách ly dị. Không những thế, con trai thứ hai của ông còn vướng vào nghiện ngập. Vì thế, cuộc sống của ông trở lại khó khăn. Ở tuổi U70, thời gian qua Lê Bình vẫn miệt mài đóng phim. Cho dù không được diễn các vai diễn chính, nhưng nghệ sĩ Lê Bình luôn là người trách nhiệm, có tâm và đam mê với nghề. Vì vậy mà mỗi vai diễn của ông đều nghiên cứu sáng tạo, đắp đếm, nên dù vai diễn nhỏ phụ cũng đều làm khán giả nhớ và ấn tượng. Lê Bình là nam diễn viên được biết đến qua hơn 60 bộ phim điện ảnh và truyền hình. Nhìn khuôn mặt khúc hậu, ánh mắt hiền từ cùng dáng người cao cao gầy gầy. Ai cũng nghĩ cuộc sống ông dù không giàu sang tỷ phú gì, nhưng có lẽ sẽ an nhàn an nhiên. Tuy nhiên hoàn toàn ngược lại với những gì mọi người nghĩ. Cuộc đời nghệ sĩ Lê Bình đã trải qua quá nhiều đau khổ và lận đận. Nỗi buồn chưa lắng xuống, ông phát hiện ra con trai thứ hai của mình nghiện nặng, sống mà chỉ như tồn tại. Có khoảng thời gian dài, ông liên tục bị hụt hẫng. Với một chuỗi cay đắng khi chứng kiến đứa con đầu ra đi lúc tuổi đời còn rất trẻ, song song đó anh phải đoạn tuyệt với người vợ mà ông đã yêu thương suốt 37 năm, nỗi buồn chưa lắng xuống. Ông phát hiện ra con trai thứ hai của mình cũng nghiện nặng, sống mà chỉ như tồn tại. Vì chính lòng tự trọng nên nam diễn viên Lê Bình chưa bao giờ muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ từ mọi người. Thế nhưng chính bạn bè đồng nghiệp hiểu rõ vì sao ông nghèo. Thực ra nghệ sĩ Lê Bình kiếm tiền khá nhiều từ lao động nghệ thuật. Ông đã chăm sóc rất tốt cho gia đình, gồm mẹ già, vợ và ba con. Thậm chí ông còn tích lũy đủ số tiền để mua một căn nhà khang trang. Tiếc là người phụ nữ mà ông hết mực yêu thương qua 37 năm chung sống gây nợ nần vì thói quen đầy đớm. Bao nhiêu tiền ông mang về bà đều nướng sạch. Hết tiền bà còn đi vay mượn, nghệ sĩ Lê Bình phải gồng gánh giải quyết hậu quả mà bà gây ra. Thực ra lúc đó nghệ sĩ Lê Bình rất buồn, ông áy náy về việc công khai chuyện hai người chia tay, bởi ông còn yêu chị rất nhiều. Nhiều đêm sau giờ diễn, ông về nhà, ngồi uống rượu một mình, tất cả kỷ niệm ngọt ngào ùa về, ông lại khóc. Cuộc đời khó khăn gặp nhiều đau buồn trong cuộc sống. Và đến ngày hôm nay, khi thông tin còn đau lòng hơn nữa khi diễn viên Lê Bình lại mắc căn bệnh hiểm nghèo ung thư phổi. Được biết, theo diễn viên, cội nguồn chia sẻ căn bệnh đã theo ông đến 4 tháng nay. Nhưng chính hôm nay mới rò rỉ thông tin, vì nghệ sĩ cũng không muốn mọi người biết. Cùng sự lòng thương hại hay ồn ào về bệnh tật trên các trang mạng xã hội, nguồn tin này cũng khẳng định nghệ sĩ Lê Bình đã thực hiện hóa trị được 4 lần và lý do ông giấu chuyện mình bệnh vì lo sợ sẽ bị đoàn phim cắt ngang hợp đồng đóng phim, không có tiền điều trị ung thư. Tuy nhiên, ông xác nhận mình bị ung thư phổi nhưng ở giai đoạn nhẹ hơn diễn viên Mai Phương. Chú nói bệnh của chú chưa di căn hẳn vào xương, chú mới đi xét nghiệm, chụp chiếu kiểm tra lại thì ung thư mới lan tới rìa ngoài xương. Sau 4 đợt hóa trị, chú cảm thấy khỏe hơn, vẫn ăn uống đi lại bình thường được. Bây giờ cứ 20 ngày chú phải vào bệnh viện truyền hóa chất một lần. Diệp Bảo Ngọc cho hay, hiện tại chỉ có một người cháu được nghệ sĩ Lê Bình nhận làm con nuôi, chăm sóc ông ở bệnh viện. Trên màn ảnh, Lê Bình thường được đóng vai người nông dân thật thà chất phác hoặc người cha nghèo lam lũ, bươn chải ở thành phố. Nghệ sĩ từng trải qua nỗi đau hôn nhân đổ vỡ vì vợ nghiện cờ bạc. Ông có 3 người con trai, con đầu đã mất vì tai nạn giao thông, con thứ hai đang nghiện ma túy. Có thời gian ông sống với con trai út trong một căn chung cư nhỏ thành phố Hồ Chí Minh.